ai đây? Dạ, chào chị. Chào cậu. Ủa, bộ mặt tôi xấu lắm hay sao mà sao cứ nhìn dưới đất hoài vậy? Dạ, xin lỗi chị, em ngại. Ngại? Dạ. Làm gì ngại? Em đi phỏng vấn. Chị ở đâu vậy? Chị ở bên đây nè. Ủa, chị đây hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Rồi, em tên gì? Dạ, dạ. Em tên là Thế Sĩ. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi mà sao chị nhìn tưởng như mới 16 vậy? Không, chị không nói em trẻ nha. Chị đang nói là em nhút nhát rụt rè. Mình là đàn ông, đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên. Yeah. Là mình mới làm được mấy cái chuyện lớn. Yeah. Chứ mà rút nhút nhát gì sao làm chuyện lớn được. Rồi hôm nay lên đây ứng tuyển gì đây? Công việc gì? Dạ. Yeah. Ủa em làm gì chị? Không biết, em không biết thiệt. Chị ưng cho em làm gì em làm đó. Em cái gì em cũng làm được hết chị. Cái gì em cũng làm được? Dạ, yeah, chị ưng cái gì là em làm cái đó. Sức khỏe có tốt, có cường tráng, có dẻo dai không? Dạ khỏe chứ chị. Dạ em khỏe lắm. Dạ ở dưới đó em vác cây mà chị, cổ thụ em còn vác được nữa mà. Thôi thì bây giờ thì em có thích lái mà thích đi máy bay không? Máy bay? Ừ, thích chị. Trời ơi, em thích đi máy bay. Ngồi máy bay nhìn xuống đẹp chị. Em ước mơ của em từ lúc nhỏ là em sẽ trở thành một phi công lái máy bay đó chị. Dạ. Vậy đi máy bay bao giờ chưa? Dạ, dĩ nhiên là mình thích nhưng mà chưa có đi. À vậy hả? Chưa có dịp đi hả? Chưa. Rồi có bằng lái không? Ở dưới quê có thi bằng lái chưa? Dạ, ở dưới quê của em là chỉ có máy xúc, máy cài chứ làm gì có ai cho thi mà lái máy bay chị. Ha, cũng đúng. Thôi được rồi, tôi nhận cậu. Dạ em cảm ơn chị. Giỏi quá à. Trời ơi, thương. Hello hai cưng. Hai cưng kia đâu rồi? Ai? Hai cưng kia. Hai cưng phụ huynh á. Trời đất ơi, ba má tôi mà dám kêu là cưng hả? Hai cưng phụ huynh đi vắng rồi. Trời ơi, tưởng có nhà kêu ra chào hai cưng tiếng mình. Dù sao mình cũng là người lớn. Anh là dây dế lớn cho nên mình phải chào phụ huynh cho nó lễ phép. Gương mẫu quá ha. Sao? Kêu người ta đây có chuyện gì vậy? Phải có chuyện mới kêu qua được hả? Thí dụ bây giờ là kêu qua xong rồi ngắm cảnh rồi uống trà ăn bánh thôi được không? Không quẩn hen. Vậy thôi tôi về nghe, tôi công việc nhiều lắm à. Thôi ngồi đi, vợ chồng em cũng đâu có rảnh đâu mà kêu anh qua ngắm cảnh uống nước. Thôi anh nói đi, anh ngại lắm. Thôi anh mắc cỡ. Thôi đi hai bà nội. Kêu tao qua đây không phải là coi diễn hề đâu nghe. Có chuyện gì thì cứ nói đại đi. Anh nóng tánh quá, anh đàn bạn gái mà anh nóng quá. Anh cũng nghe người ta nói là muốn nhanh thì phải từ từ chứ. Em... vợ chồng em à, trúng số hả? Vui hơn trúng số luôn. Wow, trời ơi, trời ơi, táo bạo quá nghe. Mày đó nghe. Trời ơi, tao không ngờ mày luôn á nha. Nhìn tướng như một khỏe mạnh thế sợ luôn. Vừa mới về ở chung cái, trời ơi, có luôn. Quá nhiều quá đất. Bà đó, bà cũng ghê lắm à. Là có, sao? Có baby á. Gì? Trời ơi, thì đúng rồi. Trời ơi, tôi vui lắm nghe bà. Trời ơi, bà mà có hả baby ha, cái bà đẻ ra đứa con. Đứa con kêu tôi bằng bác hai. Bác hai gì mà bác hai? Thì bác hai đúng rồi. Nhưng mà anh hiểu lầm rồi. Tụi em không có tin vui đó. Ừ. Tin vui của tụi em là em xin được việc làm rồi. Em xin được việc làm. Cái đó mới là tin vui mà gọi là vui ơi là vui luôn á, hiểu không? Xin được việc làm như cái gì ghê gớm lắm vậy. Thời buổi bây giờ cao ráo đẹp trai như mày ra đường xin việc làm dễ ẹt, có gì đâu mà mày vui mày mừng dữ vậy. Bởi vậy không có hiểu gì hết trơn á. Người ta xin được việc làm mà hả, là có được việc làm có nghĩa là sẽ có tiền,
ha, mà có tiền á là lo cho vợ con của mình. Bây giờ chưa có con là lý do tại sao? Tại vì chưa có việc làm nên chưa dám có con. Hai đứa lo xa quá, đẻ thoải mái anh bao. Thiệt không? Anh bao. Bây giờ em đi vô, em lấy tờ giấy, anh phải ghi cam kết nha, là con em đẻ ra là anh nuôi toàn bộ nha, nuôi đến năm 18 tuổi luôn. Đem nha, lên quỹ ban phường công chứng. Đúng vô rồi, luôn đóng mộc luôn. Hồi nào vậy bà nội? Tôi nói tôi nuôi tới năm 18 tuổi hồi nào vậy bà nội? Mới nói là bao kìa. Bao là gửi bao lì xì là chúc mừng á, trong vui mình gửi bao lì xì chứ con ai nấy nuôi. Trời ơi, tôi sợ con muốn chết, mắc gì tôi nuôi con mấy người. Ăn keo lắm, cái bao lì xì chắc cũng có nhiều trong đó, là như tờ giấy số á. Nói giỡn thôi chứ thật ra em mà có cháu á, anh là người vui nhất nhà. Em hiểu rồi đúng không? Hiểu lý do tại sao đúng không? Em là giống như là hết hưng cho anh vậy. Cho nên thôi nghe, cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đi làm ai nói gì thì nhịn. Ở trên đây nó khắc nghiệt lắm, không phải giống như ở dưới quê mình đâu. Ha, hiểu không? Hiểu rồi. Chồng yêu giỏi quá. Biết mà. Cái ghê quá. Vào đi. Dạ, sếp gọi em. Ừ, qua kia ngồi. Dạ. Sao rồi, cậu thấy công việc sao? Dạ, công việc của mình hả sếp? Ừ. Dạ, công việc của mình chán nha sếp. Thì sáng giờ em vô mà sếp không giao cho em việc gì hết trơn, em ngồi không mà em bị chán. Thì từ từ, kêu vô đây là để giao việc nè. Dạ sếp, giao việc cho em đi. Em mắc làm dữ lắm rồi sếp. Mắc làm vậy hả? Dạ. Mắc làm hả? Dạ, mắc lắm luôn. Rồi hôm qua hứa gì tôi nhớ không? Dạ. Dạ, hứa mà để bên đây. Dạ, hôm qua em hứa với sếp là em sẽ rất là tận tâm với công việc. Em rất là khỏe mạnh, nhiệt tình, cái gì em cũng làm được hết. Tất cả mọi thứ sếp giao là em nhiệt tình em làm được hết. Khỏe mạnh, nhiệt tình, dạ, tận tâm. Dạ, em không có gì ngoài khỏe mạnh, nhiệt tình và tận tâm. Dạ. Ừ. Sao hôm nay nhìn kỹ thấy cũng đẹp trai ha. Cái nét cũng được á. Dạ, em cảm ơn sếp. Ở dưới quê coi như là làm, coi như là chắc là làm lao động cực lắm đúng không? Dạ. Cái người chắc quá nè, chỗ cơ bắp chắc ghê không? Giá cây mà sếp. Giá cây hả? Dạ. Thấy tôi thì sao? Dạ sếp. Sếp tốt. Tốt. Dạ, tốt. Ngoài tốt ra thấy gì nữa? Dạ đẹp. Dạ sếp đẹp. Ừ. Dạ. Tốt, đẹp. Dạ. Ừ, có ngon không? Ăn đâu biết ngon. Đó. Dạ nên không biết. Sao không biết? Làm gì mà sao không biết ngộ vậy ta? Dạ. Hả? Sao không biết? Sao? Sao không biết nè? Dạ sếp à sếp ngon. Giờ ngon, sếp ngon hả? Dạ. Thì ngon thì ngon là sao nè? Không, sếp dạ, giao việc mà ngồi gần quá. Gần cái gì? Đâu không biết thì giao việc có thể ngồi gần. Sao? Nói là hả, hứa là hả làm cho sếp vui thì bây giờ làm cho sếp vui đi. Đây nè. À, sếp ơi, ơi ơi, sếp ơi, em có vợ rồi sếp ơi. Em không có vợ nha. Quỷ à. Yên quên, nhỏ nhỏ. Làm gì lớn dữ vậy? Biết là có vợ ai có nói cái gì đâu mà là cái gì mà la ôm sầm lên tôi có vợ vậy? Cứ vợ thì kệ chứ. Tôi có nói cái gì đâu. Sao? Rồi bây giờ muốn lái máy bay đúng không? Muốn đi máy bay đúng không? Thì bây giờ chị cho đi đi nè. Sếp ơi, đừng sếp ơi. Đừng em sợ lắm sếp ơi. Bình tĩnh lại coi. Làm cái gì mà ôm sầm cứ sợ. Tôi nói rồi, 26 tuổi rồi chứ không phải 16 tuổi hay không? Mạnh mẽ lên mới làm được chuyện lớn, nghe chưa? Sếp ơi, em còn nhỏ lắm. Em coi sếp giống như chị của em vậy, tôn kính lắm. Đừng làm vậy. Cái gì mà không biết chị bây giờ sao? Đó thấy không? Thấy cái thế không? Đó cái thế này là vô thế chắc rồi, đâu có cãi chị được cưng. Sao? Sao? Sếp ơi, nhiều chị đi chị thương mà. Ê, không làm đâu. Không làm thôi làm gì dữ à?